Vâng, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Xin chào các nhà đầu tư. Tôi sẽ trình bày bonus, một cái video nói về một cái mô hình sàn giao dịch ủy thác, sàn giao dịch exchange và sàn giao dịch broker chuyên về chứng khoán Mỹ và tiền ảo. Tất nhiên, đây là khóa học nói về đầu tư coin, đúng không ạ? Thì cứ cái gì liên quan đến coin là tôi sẽ trình bày với các bạn. Trước hết, đây là tôi sẽ hướng dẫn với các bạn, đây là một cái bài học bonus, tức là bài học thêm, thưởng thêm, đúng không ạ? Và các bạn tham khảo về cái mô hình, các bạn có thể cân nhắc về việc là mình tham gia vào mô hình này theo cách như thế nào, đúng không ạ? Nên nhớ rằng trong đầu tư thì chúng ta quan tâm đến mô hình, quan tâm đến tính pháp lý, quan tâm đến các cái bảo chứng thông tin, quan tâm đến thời điểm đầu tư và chúng ta xác định rủi ro, được chưa ạ? Thì bài học này là một cái bài học bonus, tôi nói thêm. Thì hiện nay bản thân tôi, thời điểm mà ghi hình cái video này là tháng 4 năm 2017. Tại thời điểm mà tôi ghi hình là tháng 4 năm 2018. Và tôi đã tham gia đầu tư vào một cái sàn giao dịch có tên là financial.org. Financial.org, được chưa ạ? Financial các bạn đọc có nghĩa là tài chính nhỉ? Vâng, financial.org, financial.org, đúng không ạ? Thì đây là một cái mô hình tại thời điểm mà tôi đang giới thiệu với các anh chị vẫn còn đang rất là tốt. Và nhưng sau này có thể cái video này các bạn xem thì có thể nó sẽ có những cái chuyển biến, có những cái sự thay đổi hay là có những cái sự đổ vỡ, tôi không thể biết trước được, đúng không ạ? Nhưng thời điểm này tôi đang đầu tư và tôi đang sinh lời rất là tốt, thì tôi chia sẻ với một cái mô hình này rất là hay, các bạn có thể tham khảo, được chưa ạ? Vâng. Hãy nhớ rằng là các bạn sẽ chỉ tham khảo thôi. Thế thì cái financial này là nó là một cái nền tảng là huy động các vốn đầu tư của nhà đầu tư và cho phép nhà đầu tư có 3 cái quyền khi tham gia vào cái sàn này. Thứ nhất đấy là quyền nhận ủy thác. Thứ hai đó là quyền mua bán và thứ ba đó là quyền môi giới. Quyền nhận ủy thác tức là với một cái khoản đầu tư bạn sẽ nhận được cái lãi suất ủy thác thông qua việc là cái sàn giao dịch này họ chơi chứng khoán và họ đầu tư các cái đồng tiền kỹ thuật số. Cụ thể tại thời điểm tháng 4 năm 2017 thì họ đang chơi 24 mã cổ phiếu chứng khoán blue chip của Mỹ, ví dụ như là Microsoft, Apple, Facebook, Coca-Cola, Adobe, vân vân, đúng không ạ? Rồi các hãng dược, vân vân. Rồi thì họ chơi 4 cái đồng tiền kỹ thuật số thuộc dạng top 4, đó là Bitcoin, ETH hay còn gọi là Ethereum đấy, đúng không ạ? Litecoin và cái đồng Ripple, đấy là 4 cái đồng mà có cái lượng giao dịch cũng thuộc dạng là nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Họ cho phép chúng ta là ủy thác. Thứ hai là họ cho phép chúng ta mua bán bằng cách là chúng ta sẽ giao dịch mua đi bán lại các cái đồng tiền kỹ thuật số, đấy là gồm có 4 đồng, sàn này chỉ có 4 đồng thôi. Các bạn muốn chơi các loại altcoin khác như là các cái đồng giá trị thấp hơn thì nó không có, đúng không ạ? Hoặc là các bạn muốn chơi chứng khoán Mỹ thì nó chỉ có 24 mã blue chip thôi. Các bạn muốn chơi mã thứ 25 không có. Thì chơi mã nào là phụ thuộc vào việc là các bạn nhận được cái mã đó nhiều hay là ít, là phụ thuộc vào sàn họ quyết định. Đó. Và thứ ba nữa là các bạn có quyền môi giới. Quyền môi giới tức là giới thiệu thêm các nhà đầu tư mới vào sàn. Đấy là cái ba cái tính năng của sàn. Thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là tôi phân tích về đầu tư chứng khoán trong cái financial, tức là ví dụ như là công ty Alphabet là cái công ty mẹ của công ty Google, đúng không ạ? Thì giá cổ phiếu trong năm 2017 là nó tăng trưởng 39-40%. Các bạn có thể search thông tin này ở trên Google thấy ngay, tìm thấy ngay. Đấy. Thế còn ví dụ như là giá của Microsoft là tăng trưởng khoảng 40%, tăng từ khoảng $60, đúng không ạ? Và tăng lên $86. Các bạn có thể check cái thông tin này. Chứng khoán, mã chứng khoán của Facebook cũng tăng trưởng khoảng 58-60%, tăng trưởng từ khoảng $118 lên $186, đúng không ạ? Chứng khoán của công ty Apple, công ty sản xuất MacBook, iPhone đó, thì tăng trưởng là từ $115 lên khoảng $172 trong năm 2017, tức là tương đương khoảng 50%. Còn Amazon thì tăng trưởng rất cao, đúng không ạ? Bây giờ Amazon đang đạt là khoảng $1,500 một cổ phiếu. Thì đây cũng là một cái kênh đầu tư rất là tốt. Các bạn có thể nhận ủy thác lên tới là 92% một năm lãi suất ròng.
và trả gốc linh hoạt là mỗi một tháng họ trả gốc là 8% gốc và 8% lãi, trả lãi hàng tháng chứ không phải là trả rất cao giống như là các cái đồng coin lending MLM khác. Ví dụ như họ thường trả 30-40%, 50% cho các gói đúng không ạ? Thì ở đây thì người ta trả đều cứ 16% nhân với 12 tháng là 192%, bao gồm 100% tiền gốc và 92% lãi ròng. Và trả vào tài khoản ngân hàng và chúng ta rút ra được tiền mặt, chứ không phải trả bằng các đồng coin. Đấy, thì đấy là cái mô hình người ta đầu tư để chúng ta nhận ủy thác. Thế còn trong quá trình chúng ta đầu tư vào thì chúng ta có thể vào bằng đồng Bit, chúng ta vào bằng đồng E, chúng ta vào bằng đồng RIP. Thì ví dụ chúng ta đầu tư 10.000 đô la thì chúng ta sẽ vào được một đồng Bit, có đúng không ạ? Hoặc là hơn một đồng Bit tùy vào thời điểm chúng ta vào. Thế thì sau 12 tháng thì chúng ta sẽ nhận được 1.92 đồng Bit, bởi vì chúng ta tăng trưởng là 192% mà, bao gồm một đồng gốc và 0.92 đồng lãi. Chúng ta sẽ được sinh lãi kép nếu như đồng Bit tăng giá. Ví dụ hôm nay là ngày 15 tháng 4, các bạn vào giá của đồng Bit giả sử là 10.000 đô la, đúng không ạ? Thì đến một năm sau, các bạn lúc mà các bạn ra đến ngày 15 tháng 4 năm 2019 thì giá đồng Bit có thể đạt 15.000 đô la. Thì lúc đấy bạn sẽ có 1.92 Bit nhân với giá 15.000 đô la và bạn hưởng lãi kép, tức là bạn lãi hai lần, bao gồm một lần là bạn tăng được số lượng Bit và lần thứ hai là bạn tăng được giá Bit, đúng không ạ? Tương tự như thế, các bạn có thể vào bằng các cái mã chứng khoán Mỹ thì các bạn cũng có thể nhận được lãi suất như vậy. Hoặc là các bạn an toàn hơn, các bạn có thể vào bằng đồng đô la Mỹ thì nó sẽ luôn luôn đạt khoảng tầm 90% một năm. Thì đấy là cái mà tôi muốn nói về cái lãi suất. Thế còn cái rủi ro thì cái gì nó cũng có rủi ro, đúng không ạ? Vâng, rủi ro có thể nó sẽ là gì ạ? Bị vỡ hệ thống, rủi ro là một công ty nó có thể là gặp những cái vấn đề liên quan đến tính thanh khoản. Tuy nhiên, khi mà mình đánh giá vào một công ty thì mình sẽ nhìn nhận vào những cái gì? Mình nhìn nhận vào profile và năng lực của công ty, mình nhìn nhận vào mô hình kinh doanh của công ty, mình nhìn nhận vào tầm nhìn và chiến lược của công ty, và nhìn nhận vào cái quy mô thị trường của công ty. Cũng cùng là chúng ta sẽ thông qua những cái đối tác chiến lược và bảo chứng của nó. Thì profile của công ty financial.org là một cái profile một công ty rất là đẹp, đúng không ạ? Họ có mặt ở trên 33 quốc gia và có văn phòng ở những cái khu rất là hoành tráng và rất là khó khăn mới có thể đạt được, mới có thể có được những cái khu văn phòng như vậy. Ví dụ như ở London, đúng không? Ví dụ như ở Dubai, Abu Dhabi, Singapore vân vân, ở những cái nước mà các cái quốc gia mà luật pháp của họ rất là nghiêm nhưng mà nó vẫn thực thi được cái công việc kinh doanh của họ. Và thứ hai nữa đấy là họ Financial.org họ ký với cái đối tác chiến lược là đội đua công thức một. William Martini Racing là một trong những cái đội đua của Hoàng gia Anh, là một trong 10 đội đua danh giá nhất trong đường đua Formula 1, đúng không ạ? Thì đây chính là đối tác chiến lược của Financial.org. Nó không phải là đối tác quảng cáo mà nó là đối tác chiến lược toàn cầu, đúng không ạ? Tức là cái việc kinh doanh của Financial.org, cái thương hiệu của Financial.org, cái uy tín của Financial.org là có ảnh hưởng rất lớn đến đội đua công thức 1 là William Martin Racing, là một trong những đội đua của Hoàng gia Anh. Và như vậy nó sẽ dùng cái đối tác bảo chứng là đội đua công thức 1 để nó bảo chứng cho cái thương hiệu. Bởi vì các bạn biết rồi, khi đầu tư thì người ta rất lo lắng về chuyện là đây có phải là một kênh uy tín hay không, đây có phải là một mô hình lừa đảo hay không, đây có phải là Ponzi hay không, vân vân, đúng không ạ? Thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta sẽ thông qua quá trình chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ được hiểu thêm về mô hình kinh doanh, về đối tác chiến lược, về cách thức vận hành. Thế thì làm thế nào để chúng ta hiểu về mô hình kinh doanh? Mô hình kinh doanh của Financial.org là nhà đầu tư đưa tiền cho Financial.org. Financial.org sẽ dùng các cái đối tác về tài chính gọi là FSP, Financial Support Provider, là các công ty, các quỹ đầu tư, các cái công ty chứng khoán. Họ sẽ mua bán chứng khoán một cách chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và họ hưởng lãi suất. Ví dụ họ đánh chứng khoán lên xuống như này, họ đánh Bitcoin, họ đánh và đánh bằng robot. Đánh bằng robot là không bao giờ thua được. Ví dụ như tỷ lệ đánh Bitcoin của Nhật, các bạn biết là một cái sàn mà chúng tôi đang thảo luận, là tỷ lệ đánh của họ là lệnh thắng là 99%, chỉ có 1% là lệnh thua, bởi vì họ có 50 con robot đánh rất khủng khiếp, đúng không ạ? Và cái tốc độ ra lệnh của họ lên tới phần nghìn giây. Thì tôi biết đây là cái cách họ đánh như thế rất khó thua, đúng không ạ? Và họ sẽ thu hút vốn để làm sao quỹ của họ trở thành một cái quỹ hàng tỷ đô,
và họ có sức mạnh là họ trở thành cá mập trên thị trường và họ điều khiển giá của thị trường, và lúc đấy họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền lãi, đúng không ạ? Và khi kiếm được tiền lãi như vậy, họ sẽ dùng lãi đó để trả gốc lẫn lãi của nhà đầu tư, và họ sẽ hưởng một phần lãi do đánh được và hưởng toàn bộ cái tiền mà các bạn đầu tư cho họ, đúng không ạ? Theo công thức để các bạn có thể xem. Đây là một cái mô hình mà cũng đang mới phát triển tại thị trường Việt Nam, và họ đang phát triển tại 33 nước trên thị trường thế giới. Và các bạn biết rồi, chơi bất kỳ một cái sân tài chính nào thì các bạn cũng cần phải xem là sân đó là sân mới hay sân cũ. Chúng ta càng lên sớm càng tốt. Thứ hai là chúng ta cũng cần phải xem cái mô hình kinh doanh, các đối tác bảo chứng của nó và cái đội ngũ phát triển của nó như thế nào. Thì tôi cũng là một người chơi và tôi cũng tìm hiểu về các mô hình liên quan đến coin, thì tôi chia sẻ với các bạn mô hình như vậy. Còn các bạn có thể tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Và các bạn có thể là gì ạ? Kiếm được tiền từ cái sàn Financial này theo cả ba cách. Đó là gì ạ? Hưởng lãi suất ủy thác, đúng không ạ? Lãi suất ủy thác có thể là hưởng cả lãi suất kép. Các bạn có thể trade, tức là mua đi bán lại, trading, các bạn trở thành trader. Lãi suất ủy thác là các bạn là investor, còn trader là các bạn sẽ trading, mua đi bán lại. Còn một cái nữa, các bạn sẽ trở thành broker, tức là môi giới, tìm kiếm thêm các nhà đầu tư mới, và các bạn được hưởng hoa hồng trên cái Rappling, tức là affiliate, trả phí hoa hồng cho người môi giới. Thì đó là những cái cách mà chúng ta sẽ kiếm tiền với nhau. Tất nhiên các bạn nhớ rằng là thông tin tôi đưa ra là mang tính tham khảo, các bạn phải tìm hiểu thêm và các bạn sẽ liên hệ với tôi. Nếu như các bạn có bất kỳ một cái job đầu tư nào, một cái công việc, một cái business đầu tư nào tốt, thì các bạn có thể lại mail cho tôi và tìm hiểu, chia sẻ với tôi cái niềm đam mê về cái sản phẩm đó và những cái kinh nghiệm của bạn về sản phẩm đó, và chúng ta sẽ ra quyết định. Hãy nhớ rằng nếu tôi đầu tư thì quyết định là của chính tôi, nếu bạn đầu tư thì quyết định là của chính bạn. Đừng bao giờ chê trách, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác rằng vì anh, vì tôi, vì người này, người kia rủ dê, đúng không ạ? Bởi vì đầu tư quyết định là của chính chúng ta, và chúng ta phải học cách chấp nhận rủi ro. Chúng ta được hưởng lãi suất thì chúng ta phải học cách chấp nhận rủi ro, đúng không ạ? Có một câu nói trước khi kết thúc phần video này, có một câu nói đó là gì ạ? Khi chúng ta còn do dự thì người khác đã chốt lời, đúng không ạ? Khi chúng ta còn suy nghĩ thì họ đã thành công. Thế cho nên là chúng ta hãy tìm hiểu bằng cách là liên hệ với tôi, để tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm các cái tài liệu để các bạn có thể tham gia vào cái dự án này và nhiều cái dự án khác. Tôi sẽ có những các video bonus sau, được chưa ạ? Vâng, tôi là một cái người cũng đã có may mắn chơi được cái sàn này sớm, và hiện nay cũng đang đã đạt điểm hòa vốn và cũng bắt đầu sinh lời rất là tốt. Thì tại thời điểm mà tôi ghi hình thì hệ thống vẫn rất là tuyệt vời và nền tảng cũng rất là tuyệt vời. Còn sau đó thì có thể cái video này 1 năm nữa, 2 năm nữa các bạn mới xem đến, thì tôi không chắc chắn về điều đó, thì hãy mail với tôi để được trợ giúp, được chưa ạ? Email của tôi không đổi, đó là phananhonline@gmail.com. Số điện thoại cũng không đổi là 0989 63888, được chưa ạ? Tôi sẵn sàng tư vấn cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video bonus về financial.org này. Xin chào.